Xin chào các bạn đến với Bách Hóa Điện Tử. Hôm nay mình muốn giới thiệu hai loại thước kẹp của hãng Senlac Hamden. Loại thước kẹp 200 mm và loại thước kẹp 150 mm. Giờ mình đo cho các bạn xem thử. Giờ ví dụ là thước kẹp 150 mm. Đầu tiên bạn bật nút off hoặc on để mở. Rồi bấm zero để giải về dịch chứ không. Ở đây mình có ống nước phi 27 mm. Bây giờ mình sẽ đo. Cái này là phi trong. Này là phi trong. Bây giờ mình sẽ đo phi trong. Trước tiên các bạn bật màn hình thước kẹp lên. Cho hai đầu thước kẹp khép lại với nhau. Bấm zero để thước kẹp trở về vị trí 0.00. Lúc này các bạn có thể đo được. Các bạn canh chỉnh cho đúng với đường kính của cái ống, đường kính trong của cái ống đó. Các bạn đo đường kính của ống như thế này, kéo để nó sát mép của cái ống rồi sau đó thả ra. Vậy là mình đã đo chính xác được cái 27 mm đường kính của cái ống này. Rồi. Đây là thước kẹp 15 mm nha các bạn.